Xin chào anh em, hôm nay sẽ là một trận bóng nội bộ 7 người cùng với mấy anh em đội Coffee Canty tại Tuy Hòa, Phú Yên. Hiệp 1 mình đá cho tổ trẻ, hiệp 2 mình đá cho tổ già. Trận đấu này sẽ diễn ra như thế nào, anh em cùng xem hết nha. Top goal. Tôi là Thi Freestyle. Hello cả nhà. Hiện tại là mình đang ở tháp Nghinh Phong. Ta-da. Trời đẹp quá ta. Mây. Nắng xuyên qua mây. Nhân dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, mình với vợ về quê, đó là thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. 7-8 bây giờ đẹp lắm nha anh em. Nên cả nhà có nghỉ lễ mà không biết đi đâu thì tạt ngang nơi đây du lịch cũng được nha. Wow. Skill lên banh này là của Rui Costa nè. Sau đây là tổ hợp skill quen thuộc mà mình hay đi trình diễn freestyle football. Và các anh chị em, ai làm ngành event thì có thể book mình đi biểu diễn nha. Mới mua có mấy skill, mệt quá trời mệt. Bây giờ là skill sit down juggling. Soul spin ngắm tháp Nghinh Phong. Giày suốt cột lại. Lại cái nữa. Xoắn. Xoắn cái nữa. Ghê chưa, ghê chưa. Ghê chưa, ghê chưa. Kết bài nha anh em. Nhiêm đá đủ rồi đúng không ai? Biển bơi thôi. Ok, nãy giờ ở phía trên, giờ xuống dưới tắm biển. Tháp Nghinh Phong trên kia hả? Này đi xuống dưới. Hôm nay kia hết biển rồi. Nãy giờ vợ với gia đình đang tắm biển dưới này, mình thì lo quay video clip cho anh em xem. Đây là bãi biển ở Tháp Nghinh Phong nha. Bãi này nó dài lắm, tha hồ tắm luôn. Và đây là vợ tôi, Thủy Tiên. Sao ông đánh dữ không? Ước chèm nhẹp. À, vợ mình có kinh doanh nem chế trộn, đặc sản Phú Yên Cô Tiên. Cả nhà có ai thích ăn nem chế trộn hay đặc sản của vùng đất 78 thì có thể xem trong phần mô tả nha. Thông báo, cuối clip có giveaway. Ok, giờ là 7 giờ tối, mình đã có mặt tại sân bóng trường Đại học Xây dựng. Nay có trận bóng nội bộ trẻ và già đội Coffee Kante của Bầu Tư. Hello anh Tư. Rồi, thay giày. Thay giày thôi. Đội này mình để sẵn ở quê, về là lấy ra mang. Đỡ mất công phải đem giày từ Sài Gòn ra Tuy Hòa. Anh em nào quan tâm với chúng mình, link trong phần mô tả. Mình bên đội cởi trần rồi anh em ơi. Này phải cởi trần đó. May thời tiết này không lạnh lắm. Đợt này ra không lạnh lắm. Nắng bành sát. Bên mặc áo là tuổi già, bên cởi trần là tuổi trẻ. FC Cà Phê Kante này cũng có tiếng ngoài Tuy Hòa, Phú Yên nha anh em. Chứ mà. Ây da, pha giật gót hay quá trời quá đất. Ôi là la, chọc khe hay quá. Dứt điểm, không vào. Racing luôn, racing luôn. Ây chà, không dễ gì lấy banh của chuột. Bắt bài hay. Lên chơi vậy. Ây chà chà, thật racing tốt quá anh em ơi. Dí mệt mỏi luôn.
Cắt bóng nè, cơ hội phản công. Quyết định dứt điểm, không qua được chân cầu thủ đội bạn. Đường che bóng thẳng vào khung thành, ngay vị trí của thủ môn. Wow, chuột mặc áo số 27 đã giữa hay quá. Suýt tí thì cắt được. Bên kia, bên kia. Hai già, không dễ gì lấy được banh của team già. Qua đâu? Ờ, trời. Cú dứt điểm từ rất xa. Vô luôn. Rồi, được. Đường chuyền úp mù thẳng cho tiền đạo. Đồng đội để bóng chậm tay. Thêm một đường chuyền dài nữa. Ôi, trời ơi, giữ banh. Đưa anh, đưa. Chọc biên, ok. Lâu chở, Ơi, ơi. Trời, run. Giữ lại, đá qua đây. Ok. Thêm một cú đá nữa nha. Lấy, chạy về. Ok, sút được. Và cơ hội đã trôi qua. Cùng xem pha dàn xếp đá phạt này của team già như thế nào nha. Chạy biên. Hứa lòng kỹ thuật. Top goal. Theo. Ok, theo. Ráng theo. Tay. Ôi trời. Sút. Anh em xem nãy giờ, chắc là thấy rõ tuổi già đã nét hơn tuổi trẻ bên mình rồi đúng không? Sang hiệp 2 thì mình qua tuổi già đá nha anh em. Hậu vệ cánh trái. Vẫn là pha phán đoán các bóng tốt của chuột 27. Sút được. Thả đáy cho chuột 27, lướt lên, dứt điểm chân trái. Kể chưa ơi. Hai, pha này thả giữa ngon hơn. Lỡ rồi, dắt ra biên luôn. Giật gót kỹ thuật. Trời. Phạt góc cho cầu thủ tổ trẻ. Đánh đầu. Không vào. Hay. Chạy biên chuột. Một người thôi. Một cầu thủ cỡ trần đã nằm đo ván trên sân, không có phạm lỗi. Đường chuyền sang hành lang cánh phải rất chống chọi. Mấy. Bứt hết tốc độ để theo pha bóng này. Kịp rồi. Căng ngang luôn nè. Căng em ra chi cho nó đi. Căng em kìa. Chạy được. Ở giữa đang trống, một chạm luôn. Thôi chạy nữa. Đồ anh hen, đồ chứ chạy nè. Rồi, bước lên anh Tư ơi. Keeper lấy được. Trước mặt rồi. Lỡ kịp mấy ơi. Vì mình leo biên không kịp nên đồng đội dứt điểm luôn. Dệt cột dọc. Anh đây nè. Lên. Pha lướt lên cắt bóng rất nhanh của cầu thủ áo xanh. Lấy Tư. Bầu Tư đang kiểm soát bóng ở hành lang cánh trái. Chuyền đây cho mình là một chạm luôn nè. Gọc. Đường phất bóng rất tốt của thủ môn team gia. Cơ hội đây rồi. Đường chuyền Bana 30k. Không tới được chân đồng đội. Ôi là vẫn còn luôn nha. Nhanh mày. Hứa lòng chân trái. Lại chệt cục dọc. Đường nhét bóng thẳng lên cho tiền đạo.
Cơ hội vẫn còn. Ôi. Vô tình luôn. Bước ra biên áp sát, không cho chuyền ngang, ngoặt bóng bằng chân phải, dứt điểm bằng chân trái, lên trời. Đợt này về quê đá, do di chuyển dài nên thể lực không đảm bảo. Khúc này là đuối rồi nên toàn đi bộ thủ thấp ở dưới thôi. Còn hàng ở trên thì áp đảo tim trẻ. Tốt mấy. Khỏe dữ vậy. Tiếp tục là một cú cứa lồng chân phải. Wow, thủ môn đổ người hay quá. Lớp bóng kỹ thuật đánh đầu. Suýt tí thì vào ngay góc A. Ok, kết thúc trận đấu nội bộ cùng anh em KNT. Chơi Mỹ ơi. Đây rồi, bạn này có thể suýt tốt bằng cả hai chân. Nãy giờ anh em xem chắc thấy rõ ha. Hết quên. Trẻ tốt ấy. Chân bị sao vậy? Thấy à, chảy máu quá trời luôn. Đâu rồi, vợ anh đây mà. À, mấy năm nay rồi. Cưới gần 2 năm. Lễ nào cũng về quê. Giờ đây quê anh mà, đâu phải. Giờ đây là về nhà chứ không phải là đi chơi lễ. Yeah, vậy là mình có một trận sân 7 tại quê vợ Tuy Hòa, Phú Yên. Tập tiếp theo sẽ là một trận sân 5 nha. Chung thì trận này mình đá cũng không tốt do di chuyển đường dài và thêm cái nữa đôi giày này mang cũng không ngon lành cho lắm. Nhưng thôi không sao, nhưng lẽ anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ clip mình trong thời gian tới. Mình là Phạm Thi, xin chào, gặp lại. Bye bye. À quên, ngay sau đây là giveaway. Anh em có thích tổ chức đá bóng nội bộ với nhau hay không và tại sao? Mình sẽ tặng chiếc áo mình đang mặc hàng new của Rainsport Việt Nam cho anh em nào có comment hay nhất.